Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay mình được thư mời của Ủy ban Nhân dân xã Long Thuận mời mình đại diện cho gia đình đi xét nghiệm PCR cả nhà. Thì xét nghiệm nhanh thì chỗ mình là chỗ kinh doanh gián điệp canh và buôn bán nước giải khát cả nhà. Thì mỗi gia đình sẽ cử ra một người đi test thử. Bây giờ mình mời cả nhà theo mình nhé. Mặt mình có chốt kiểm tra cả nhà. Đây là đường vô Ủy ban Nhân dân xã Long Thuận cả nhà. Các cơ sở làm ăn buôn bán ngừng hoạt động hết. Có những chốt kiểm tra thường xuyên. Rồi mình đang tới Ủy ban Nhân dân xã Long Thuận. Sao đó chú? Nhanh quá hả? Rồi giờ đổi địa điểm vô nhà nhanh quá cả nhà. Nhà nhanh quá xã Long Thuận. Nãy gọi lên con hỏi thử nè, vợ nó để không đi. Gia đình đại diện người đó rồi. Có ngày nằm nhà ôm không mà biết sao nó lầy lầy hết. Đây mình chạy tới nhà văn hóa xã Long Thuận cả nhà. Ở chỗ đây nay đi test cũng nhiều. Rồi mình đã tới nhà văn hóa xã Long Thuận cả nhà, giờ vô ngoài chờ để test. Rồi mình test xong rồi cả nhà.
nơi một Việt Nam.